Có một con diều khổng lồ đang chuẩn bị lên nè các bạn, con diều bằng tre. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Sang Ngọc TV nha. Hôm nay ra công viên Diều Sáo chia sẻ một số hình ảnh thả diều cho bạn cùng xem đây. Đây là con diều đầu tiên mình quay được. Anh Kính với bác sĩ vừa lên con Diều Sáo. Xa xa cũng có một con diều nằm chuẩn bị lên nè các bạn. Hôm nay chia sẻ con diều của bác Huy làm bằng tre cho các bạn xem. Con này mấy mét bác Huy? 3 mét không? 3 mét. 2 mét mấy 3 mét. Diều làm bằng tre các bạn. Đuôi cá. Quay chưa mà. Nghệ nhân mình nay không có thả diều diều phí đông học nữa các bạn. Nay chơi diều sáo, gió của nó khá là lớn luôn. Con này phối khá nhiều màu, 1 2 3 4 5 màu, 6 màu. 7 màu. À, cổ. Giờ tối ngày cứ đi sửa luôn. Đây, một hai bộ sáo gắn vô cái bao treo ở đằng sau xe. Một con này đâu phải còn qua không? Qua trong túi á. Còn đi ăn nữa còn lên đá nữa. Mà thôi thấy mưa cái xuống luôn. Nói vậy. Bữa nay không đi nhiều nhiều lắm. Bữa thay cái bát lại đây không biết sao đây này. Bỏ cái bát kia nó cứ bị nghiêng. Gì nữa? Xe nghệ nhân quá trời ơi, trời bốn cuồng dây luôn, ông sáu nữa. Nó xe này tới ba bộ sáu nhỏ, dây thì bốn cuồng. Đây, đây có diều khí đông học để mà bác không có thả này, bác thả diều sáu trước. Ơi ơi, con này nó cứ bị nghiêng hoài về. Con này lớn hơn con của tôi mà không quay. Con này bác chỉnh sửa xe lại con diều này. Dây chứ không phải rồi. Vậy là con này mới làm hả bác Huy? Mới làm mới sửa lại hả? Sửa lại cái bát nó mà không biết. Này bác ba, bác ba xíu luôn nè. Diều này không có ăn sáo. Cây kia là xong rồi. Đây hai nghệ nhân cao tuổi đang chuẩn bị lên con diều sáo 3 mét làm bằng tre tầm vong. Cổng bộ sáo ba quả. Diều lên luôn. Con này bác mới hai cái bát lại nên bác kiểm tra các bạn. Con này thì bác cũng làm khá lâu rồi, nay do sửa cái bát lại nên bác đã hử. Xuống là do không quá nhẹ. Giờ nó bị nghiêng trái chút xíu nên bác đang chỉnh sửa lại các bạn, chỉnh sửa cho nó. Tục lên con nhiều lần thứ ba nha các bạn. Do con này mới hai bát nên nó ba chưa ổn định lắm, bác đang chỉnh sửa. Xíu.
đó khá là đẹp luôn các bạn, gió rất là đều, gió tây bắc. Con gì cũng thế, chỉ có theo tao thôi. Này kia bằng mèo giống gì đó. Mèo giống dài. Tiếp tục lên lần thứ tư các bạn. Do nhiều nãy nó bị lỗi cái đuôi nên nó mới bị lệch trái. Giờ phải chỉnh sửa sơ lại rồi. Đẹp rồi các bạn, lần này ổn định rồi, vai rất là ngon luôn, không còn bị gì.